Chào mừng các bạn đã đến với bản tin tin tức dân trí và ngay sau đây hãy cùng mình cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Vào ngày 4 tháng 3, cộng đồng mạng Việt Nam lại một lần nữa xôn xao trước thông tin Huấn Hoa Hồng bị bắt giữ ở Lào Cai. Cụ thể, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã kiểm tra một cơ sở trên địa bàn và phát hiện một nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, xác nhận có một đối tượng dương tính với ma túy là Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng. Những hình ảnh Huấn cầm bảng thông tin ghi rõ tên tuổi, quê quán, lỗi vi phạm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đại diện Công an thành phố Lào Cai cũng cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ để đưa Huấn Hoa Hồng vào trung tâm cai nghiện. Giữa lúc cả cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về thông tin này, điều bất ngờ là vợ của Huấn Hoa Hồng vẫn thản nhiên đăng ảnh con trai lên trang cá nhân. Cô nàng không đưa ra bất cứ bình luận nào, thậm chí là phớt lờ câu hỏi về chồng. Một số tài khoản thắc mắc và vào bài viết của cô để hỏi thực hư của thông tin Huấn Hoa Hồng bị bắt. Một lúc sau, dường như không thể chịu được áp lực từ dư luận, vợ Huấn Hoa Hồng đã xóa hết những bình luận nhắc đến chồng mình. Thậm chí, cô nàng còn khóa luôn chế độ bình luận công khai, không để người ngoài làm phiền. Huấn Hoa Hồng và vợ chưa làm đám cưới chính thức nhưng đã chung sống với nhau đã lâu. Cả hai có một cậu con trai kháu khỉnh hơn 4 tháng tuổi. Cô nàng này làm nghề kinh doanh online, được cộng đồng mạng biết đến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng buôn bán. Thông tin thêm cho những khán giả chưa biết, Huấn Hoa Hồng, tên thật là Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1984, quê ở Yên Bái. Thanh niên này được cư dân mạng biết đến với việc liên tục xuất hiện trên các livestream Facebook, đeo nhiều trang sức, khoe tài sản và phát ngôn gây sốc. Công việc chính của Huấn Hoa Hồng là cho vay lãi và kinh doanh các dịch vụ từ Facebook. Trước đó vào tháng 9 2019, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện Huấn Hoa Hồng dương tính với ma túy tại một tụ điểm bay lắc thuộc phường 22. Đơn vị này cho biết Huấn Hoa Hồng đã được cho đi cai nghiện bắt buộc. Vậy thì theo các bạn, Huấn Hoa Hồng bị bắt lần này là có thích đáng? Và hình phạt thích đáng nhất dành cho Huấn là gì? Hãy comment ý kiến của các bạn ở dưới video này. Và đừng quên subscribe tin tức dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày.